Thứ sáu ngày 2 tháng 7, Telethon Bosa Lido Sài Gòn trong khu linh tượng Đức Thánh Trần chính thức đại khai trương tặng quà đặc biệt cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày từ thứ sáu đến thứ hai. Mừng đại khai trương Telethon Bosa, kính mời quý đồng hương tham dự hai ngày nhạc hội miễn phí thứ bảy ngày 3 và chủ nhật ngày 4 tháng 7 từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều với sự góp mặt của hơn 30 ca nghệ sĩ nổi tiếng: Hương Thủy, Trần Thái Hòa, Lam Anh, Thiên Tôn, Diễm Liên, Tuấn Vũ, Phương Hồng Quế, Trúc Lam, Trúc Linh, Lâm Thúy Vân, Mai Thanh Sơn, Thiên Kim, Hồ Hoàng Yến, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Trang Thanh La, Đăng Vũ, Mai Lệ Huyền, Tuấn Quỳnh, Huỳnh Phi Tiễn, Ái Ni, Nguyễn Tín Dũng, Cổ Nhạc, Linh Tâm và Ngọc Huyền, Hài Kịch, Hồng Đào và Hoài Tâm, MC Nam Lộc, Kiều Chinh, Việt Thảo, Giá Ngọc cùng ban nhạc Hoàng Nghĩa. Telethon trên đường Bosa góc Magnolia trong khu linh tượng Đức Thánh Trần, 714-898-6999. Một lần nữa chúng tôi đang tìm hiểu ý kiến của những người Việt ở đây về vấn đề trang mạng của một công ty Trung Quốc bán những cái sản phẩm trên bồn cầu với lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng như là cờ đỏ sao vàng bán ở trên mạng Amazon. Anh cho biết ý kiến ạ. Trước hết là trong mùa này thì tất cả mọi người đã được tự do đi lại và không phải mang mask và vaccine đã đầy đủ. Nhưng mà có một vấn đề rất nóng bỏng trong xã hội hiện tại là những lá cờ của xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những lá cờ của Cộng hòa Việt Nam ngày xưa, cờ vàng ba sọc đỏ, được bày bán trên website của Amazon dưới hình thức là để cover cái nền đất của nhà tắm, nhà cầu. Như vậy tôi thấy vấn đề này rất ảnh hưởng về vấn đề văn hóa, chính trị và kinh tế. Kinh tế là Amazon và Trung Cộng đã hợp tác những cái vấn đề mà sẵn sàng bước qua những cái về danh dự của một quốc gia như vậy, thì tôi thấy vấn đề kinh tế kiếm tiền như này hơi quá đáng. Về văn hóa đây là bài bác, và về chính trị như thế này là rất là làm sỉ nhục cho những người có tinh thần chống đối cộng sản và những người theo quốc gia Việt Nam là cờ vàng ba sọc đỏ và bị chà đạp như vậy. Trong lịch sử quá khứ vừa qua, quý vị còn nhớ ở bên Iraq ấy, thì gia đình của Saddam Hussein, con cái của Saddam Hussein đã bài bác bằng cái nền lá cờ của nước Mỹ và dẫm lên đó. Thì cái sự xúc động và sự phẫn nộ của trong đồng người Mỹ rất nhiều. Vì hiện tại chúng tôi là những người Việt Nam và tha phương cầu thực, và chúng tôi cũng yêu nước Mỹ là một quốc gia thứ hai. Thì chúng tôi cảm thấy vấn đề này không nên để đưa lên vấn đề về kinh tế như vậy, tạo ra một sự phẫn nộ và một phần là rất là uất ức, là tại vì mình là yêu tự do, yêu chính nghĩa và chống đối cộng sản. Và cộng sản Trung Quốc hiện tại đưa ra những trường hợp này rất là, tôi cảm thấy rất là bất đồng ý kiến. Và quý vị tưởng tượng hiện tại tất cả cái nền đất về cầu tiêu, về nền đất và mọi người dẫm lên như thế này, mà quý vị tưởng tượng một lá cờ của những quốc gia theo Muslim thì như thế nào? Quý vị thử nghĩ lại coi, nếu Amazon mà đồng ý cho Trung Quốc đưa những lá cờ của những người theo chính nghĩa và theo tôn giáo Muslim như vậy, Hồi giáo đó, là sẽ bị thanh toán một cách trừng trị, một cách thích đáng. Như vậy trong vấn đề làm việc về kinh tế như vậy là có một thiên vị quá nhiều và ảnh hưởng tới vấn đề chính trị. Tôi thấy cảm thấy Amazon và những nhà thương mại Trung Quốc phải chấm dứt ngay việc này và không nên đưa lên buôn bán những sản phẩm để kiếm tiền về kinh tế mà chà đạp một lá cờ như vậy. Đó là ý kiến chúng tôi, càng sớm hơn càng tốt, phải tẩy bỏ và đưa những cái vấn đề này là đi ra khỏi vấn đề đưa những lá cờ trên cái toilet seat và trong nhà cầu như vậy. Rất là phẫn nộ đối với chúng tôi, nhất là những người Việt yêu nước và người Việt tha phương cầu Phật, cầu thực như thế này. Chúng tôi rất tôn trọng tự do và chính nghĩa như vậy, thì yêu cầu và đồng ý mọi người nên phẫn nộ là không mua bán tất cả những cái sản phẩm này của Amazon mà có ảnh hưởng đến vấn đề lá cờ của người Việt Nam và lá cờ của một quốc gia như vậy. Về mặt cá nhân, khi nhìn thấy cái hình ảnh như thế, cờ vàng ba sọc đỏ như vậy đó, thì anh cảm giác như thế nào? Khi tôi nhìn thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ, nếu mà có một cái tổ chức nào họ vẫy cờ, họ chống đối hai phương diện và hai bên khác nhau,
tôi còn chấp nhận được và lý do tự do ngôn luận. Nhưng mà vấn đề này có vẻ như là dùng kinh tế chà đạp người Trung Quốc có chủ nghĩa toàn cầu too much. Nên như vậy là cái hành động này là giống như họ coi thường một lá cờ của một quốc gia như vậy, và đồng thời họ sẵn sàng bước qua mọi cái vì tiền như vậy. Thì tôi yêu cầu là Amazon nên dẹp bỏ cái này, không nên kinh tế thương mại về vấn đề. Vậy cá nhân của tôi rất phẫn nộ, tại vì tôi bảo vệ và vì một chính nghĩa, bảo vệ tự do và cái lòng yêu thương của người Việt Nam ở đất Mỹ này. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý là sẵn sàng đạp đổ tất cả những gì của Cộng sản để bước lên để bảo vệ tự do và chính nghĩa. Và trong vấn đề như thế này là ảnh hưởng rất nhiều về cộng đồng của chúng ta, là tiếng Mỹ gọi là humiliate, mà tiếng Việt Nam gọi là bài bác một cách trắng trợn như vậy. Tôi thấy là rất là bất tâm và bất phục. Vậy thì ngược lại, khi nhìn thấy những hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng cũng bị đặt vào cái bồn cầu như thế này, thì anh cảm giác như thế nào? Tôi cảm thấy đây là một lá cờ danh dự của một quốc gia, nên dẹp bỏ những ý tưởng về chính trị và kinh tế làm ăn cá nhân như vậy, tại vì xúc phạm đến cương vị của một quốc gia như vậy rất là nhiều. Amazon và Trung Cộng không nên quảng cáo và làm việc để kinh tài, cho dù món tiền nhỏ hay lớn gì là xúc phạm đến một quốc gia. Tôi cảm thấy là không nên dùng những hình thức như vậy. Từ trước giờ tôi chưa thấy một cái lá cờ nào mà bài biện và trang trí ở trong cái nền đất của trong cái toilet trong nhà cầu như vậy. Như vậy rất là phức tạp và đồng thời rất là phẫn nộ. Tại vì mỗi ngày mình ngồi lên cái mặt cầu mình mà mình chà đạp lên đó, mình quất lên, mình bước chân lên đó là một sự phẫn nộ vô cùng, không thể chấp nhận được. Như vậy là mặc dù là đứng trong cái quan điểm của người Việt ở hải ngoại, người Việt quốc gia như anh đó, thì anh đã phản đối cái việc mà lá cờ vàng ba sọc đỏ bị như vậy, nhưng mà anh cũng không hoan nghênh hoàn toàn việc mà lá cờ đỏ sao vàng bị như vậy luôn. Dạ vâng, tại vì lá cờ của bất cứ nước nào cũng không nên đưa vào trong vấn đề mà một cái nơi tiếp xúc với dơ bẩn và không thực tế, chạy có vẻ chà đạp danh dự của một nước quá nhiều. Tôi yêu cầu là Amazon và những nhà thương mại Trung Quốc nên lấy sản phẩm này ra khỏi thị trường. Không sớm thì chạy thì sẽ có những cái biện pháp khác hoặc là những cái sản phẩm khác cũng bài bác lên là những cái lá cờ của những người đạo Hồi giáo, thì lúc đó thì cái kết quả sẽ bất ngờ sẽ xảy ra, thì lúc đó đừng suy nghĩ là tại sao quá trễ. Đó là cái yêu cầu theo góc độ của người Việt hải ngoại đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ bị như vậy. Còn lá cờ đỏ sao vàng bị như vậy thì anh nghĩ phía Việt Nam, phía nhà nước Việt Nam có nên có cái động thái gì hay không? Tôi nghĩ vấn đề này có ảnh hưởng về danh dự của mỗi quốc gia. Dù cho nước Việt Nam chúng ta nằm trong chế độ cộng sản, nhưng mà cũng phải có thái độ và có tiếng nói lên để bên vực. Tại vì lá cờ là, mặc dù ở nước ngoài là nói danh dự, nói về tiếng tâm và nói một cái truyền thống của một nước, thì không nên để chuyện đó xảy ra. Chính phủ và chính quyền Việt Nam cũng phải lên tiếng về vấn đề này. Chính phủ và chính quyền Việt Nam nghĩ thế nào trong những người nhà dân của Việt Nam mà họ mua đồ trên Amazon mà họ chà đạp lên đó hàng ngày, thì không nên chấp nhận như vậy. Sản phẩm này nên bị cấm cản để bày bán và trang trí theo tính cách tự do ở nước Việt Nam, không nên như vậy. Ở nước Mỹ thì người ta có tự do, người ta muốn mua gì thì người ta mua, không cản được. Nhưng mà hình thức này phải cần được khắc phục và giảm thiểu càng nhiều càng tốt. Phải ngưng trệ tất cả hành động về kinh tế này. Trước hết là họ bán về sản phẩm kinh tế này. Thế từ từ họ đưa ra tới chủ nghĩa toàn cầu nữa. Thì đó những hình thức khác là sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều trong cộng đồng của quốc tế. Tại sao hiện tại tất cả những lá cờ của người Hồi giáo, của người Muslim, tại sao không dám để lên đi? Để lên sẽ cho biết hậu quả như thế nào. Sẽ biết sự là phản ứng của tất cả những người Muslim, theo đạo Muslim, đâu phải chỉ có ở bên Ả Rập hoặc là bên Trung Đông, nó còn nhiều nước khác cũng theo Muslim nữa. Như vậy không nên để xảy ra như vậy. Và rất buồn là khi cái người Trung Quốc hợp tác với Amazon đẩy đưa những cái lá cờ của tính cách kinh tế mà đưa vào chính trị, có vẻ chà đạp những nước Nhật Tiểu như rất nhiều. Nước Nhật Tiểu hay Đại Cường Quốc gì đó
tất cả lá cờ cũng đại diện cho một chính thể, cho một quốc gia và một cho một danh dự của một nước, không nên để trường hợp xảy ra. Yêu cầu các bạn mà có ủng hộ Amazon dù đi nữa thì không nên bao giờ để cho cái production là lọt vô nhà mình. Lọt vô nhà mình thì như vậy con cái nhìn mình nghĩ như thế nào, ông bà mình nghĩ như thế nào, và bà con láng giềng hoặc như người khách ngoại quốc nghĩ như thế nào khi mình hàng ngày anh chà đạp lên như vậy. Nếu anh ủng hộ Cộng hòa Việt Nam thì anh không muốn người ta bước lên lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nếu anh ủng hộ của người xã hội chủ nghĩa Việt Nam, anh đâu có muốn những người khác để trong restroom mà chà đạp lên trong cái toilet lá cờ đỏ sao vàng như vậy. Đó là những lời tâm đầu của tôi nghĩ từ một khía cạnh văn hóa chính trị và xã hội mà không thiên vị về một bên nào hết. Tôi hoàn toàn phủ nhận vấn đề buôn bán lá cờ đưa vào restroom như vậy. Những cái hình ảnh mà chúng ta thấy được ở trên trang mạng của Amazon quảng cáo, tất cả các cái hình cờ của nhiều quốc gia, trong đó có cái hình cờ Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là cờ đỏ sao vàng, cờ Hoa Kỳ, cờ Đại Hàn, vân vân và vân vân, cờ Hồi giáo, nhiều quốc gia khác nữa. Thì cái điều đó cho chúng ta thấy rằng là thứ nhất là đối với lại những cái người ngoại quốc đó, thì họ có nhiều khi họ không quan trọng lắm về những cái vấn đề mà những cái hình ảnh, những biểu tượng thiêng liêng như là lá cờ mà đem sử dụng vào những cái nơi bất kính, không được trang nghiêm, thì họ cũng coi cái chuyện đó nó là chuyện thường tình. Nhưng mà đối với người Việt quốc gia của chúng ta nói riêng thì chúng ta thấy rằng là lá cờ mà đem vào sử dụng ở những cái nơi không được trang trọng như vậy và một cái nơi có thể gọi là bất kính, thì những cái điều đó làm cho chúng ta cảm thấy nó cũng có cái chút xốn xang. Và cái điều đó dĩ nhiên là chúng ta cũng có những cái quyền phản đối của chúng ta để nói lên những cái điều đó. Chúng ta có thể viết thư gửi cho những cái trang mạng Amazon để chúng ta phản đối về những cái điều đó. Riêng về cái lá cờ của người quốc gia của chúng ta thì chúng ta có cái quyền làm chuyện đó. Còn những cái suy nghĩ mà nói chung ra thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề đối với những cái người ngoại quốc thì họ nói chung là tôi nghĩ rằng là những cái có thể là cái văn hóa của họ hoặc là những cái đạo đức nó cũng có tính cách suy đồi, cho nên là họ đã có những cái nhận định. Và cái điều mà chúng ta thấy rằng họ làm những cái đó chủ đích là để kiếm tiền, và họ nghĩ rằng là họ sẽ bán được những cái sản phẩm đó. Nhưng mà riêng đối với người Việt Nam của chúng ta thì dù là cờ quốc gia hay là kể cả cờ cộng sản, tôi cũng nghĩ rằng là không ai mà họ mua những cái lá cờ đó để mà họ đem vào để mà trang trí ở trong những cái nơi, trong những cái chỗ bồn cầu như thế. Theo tôi nhận xét thì bởi vì nó làm nhiều cờ của nhiều quốc gia cho nên là nó chỉ là cái vấn đề mà nó nghĩ rằng là cái sản phẩm đó sẽ bán được cho người ta thì nó làm thôi, chứ còn tôi không nghĩ rằng nó có những cái vấn đề mà chính trị trong đó. Bởi vì trong đó quý vị thấy rằng nó có cả những cái cờ mà của những cái nước Hồi giáo nữa, cho nên là đối với những cờ mà Hồi giáo thì những cái điều đó tôi nghĩ rằng họ sẽ phản đối dữ dội lắm. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là cái điều đó thì chúng ta cũng có những cái quyền phản đối của chúng ta, và chúng ta lên tiếng thì nó cũng là một cái điều tốt để cho họ biết rằng là chúng ta phản đối chuyện đó. Và dĩ nhiên là cái điều mà chúng ta không bao giờ mua những cái sản phẩm đó thì đó là họ làm ra mà họ không bán được, thì cái điều đó nó là cái điều mà thất bại cho họ về vấn đề kinh tế. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều mà ở đây chúng ta ở xứ tự do và cái quyền phản đối của chúng ta là chúng ta có quyền, và chúng ta có thể gửi những cái lá thư đến cho cái công ty mà phát hành bán những cái sản phẩm đó là công ty Amazon, thì chúng ta có quyền để mà làm những cái điều đó. Và tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta có những cái lá thư phản đối đó thì dĩ nhiên là nó cũng sẽ có những cái ảnh hưởng mà họ phải suy nghĩ. Thì cái điều đó là cái điều mà một cái mạnh mẽ nhất là chúng ta không ai mua cả, thì cái điều đó nó là cái mà thất bại của họ, thì tôi nghĩ rằng là họ cũng phải dẹp thôi. Tôi là Đỗ Thanh Minh. Trước đây tôi có bị căn bệnh là phong tê thấp, tức là đau nhức của hai cái chân, đi lại rất là khó khăn và sử dụng rất nhiều các loại thuốc thì cũng không khỏi. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều các hãng máy massage và cuối cùng tôi đã tìm hiểu được, thì là tôi có một cái máy massage của hãng Nuraco của Mỹ.
Và sau khi mua được cái máy massage đun đầu cổ Mỹ này về để sử dụng hàng ngày thì cái căn bệnh của tôi nó khỏi hoàn toàn và đi lại rất là dễ dàng, không như trước đây nữa. Hệ thống rút của hai cái chân này là các cái hãng khác là gần như là không có.